thân ái, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 1 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách Cánh Diều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời gian, mà cụ thể cô sẽ giới thiệu cho các con về các ngày trong một tuần lễ. Trước tiên các con hãy quan sát. Đây là một lớp lịch. Vậy trên tờ lịch sẽ cho chúng ta biết những thông tin gì? Thì bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau vào bài mới. Trước tiên ta tìm hiểu về các ngày trong tuần. Chúng mình hãy kể cho cô ví dụ về một số ngày trong tuần. À đúng rồi, đây chính là các ngày trong một tuần. Quan sát các tờ lịch này và cho cô biết một tuần lễ bao gồm mấy ngày và đó là những ngày nào? Đúng rồi đấy, chúng ta đếm thì thấy rằng một tuần lễ có 7 ngày, bao gồm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ xem lịch bằng cách nhìn kỹ hơn một tờ lịch. Tờ lịch này là ngày hôm nay, chúng mình cho cô biết hôm nay là thứ mấy? Đúng rồi, hôm nay là thứ hai. Chúng mình biết bởi vì ở đây, thông tin thứ hai được viết ở trên tờ lịch. Tiếp theo, hôm nay là ngày nào? À, theo trên tờ lịch thì chúng ta thấy số 12 rất to ở đây đúng không nào? Điều này cho biết hôm nay là ngày 12. Các con tiếp tục quan sát tháng thì thấy rằng ở đây ghi là tháng 4. Vậy chúng ta sẽ nói rằng hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 4. Chúng ta sẽ nói thứ trước, tới ngày và tới tháng. Chúng mình nhắc lại. Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 4. Cũng giống như vậy, các con hãy quan sát hai tờ lịch sau đây. Sau đó cho cô biết những tờ lịch này chỉ ngày nào. Đúng rồi, tờ lịch đầu tiên chúng ta đọc thì thấy rằng đây là thứ 6, ngày 18 tháng 3. Hay ở tờ lịch bên này thì đây là chủ nhật, ngày 20 tháng 6. Rất dễ đúng không nào? Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát tờ lịch ngày, sau đó lấy được các thông tin về thời gian, thứ, ngày, tháng ở trên tờ lịch. Cô nhắc lại là chúng mình sẽ đọc thứ trước, tới ngày và tới tháng sau. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm bài tập để nhớ hơn được kiến thức về xem lịch. Bài đầu tiên, các con hãy hoàn thiện các ngày trong tuần theo đúng thứ tự. Chính xác, chúng ta có thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Đề bài cho chúng ta, nếu hôm nay là thứ 5 thì ngày mai sẽ là thứ mấy? Các con quan sát ở bên trên, nếu hôm nay là thứ 5 thì ngày mai, tức là ngày tiếp theo, sẽ là... Đúng rồi, sẽ là thứ 6. Vậy thì chúng ta có ngày mai sẽ là ngày thứ 6. Ngược lại, nếu hôm nay là thứ 5 thì hôm qua sẽ là ngày ở ngay phía trước và đó là thứ mấy? Đúng rồi, đó là thứ 4. Vậy thì... Hôm nay là thứ 5 thì hôm qua sẽ là thứ 4. Đó là cách chúng ta xác định ngày mai và hôm qua của ngày hôm nay. Các con tiếp tục làm bài toán sau. Rất chính xác. Tới bài thứ 2, hãy đọc tờ lịch các con cho cô biết ngày 26 tháng 3 và ngày 19 tháng 8 là thứ mấy. Đúng là như vậy, chúng ta nhìn và thấy ngay ngày 26 tháng 3 là thứ 6 và ngày 19 tháng 8 là thứ 5. Chúng mình đã quen với việc đọc tờ lịch và lấy thông tin ở trên đó rồi. Tới bài thứ 3, ngày mai mẹ sẽ cho Tân đi chơi công viên và đây là tờ lịch của ngày mai. Hỏi rằng ngày hôm nay là thứ mấy? Để biết được ngày hôm nay là thứ mấy thì chúng ta quan sát. Đầu tiên, ngày mai mà là ngày 16 thì ngày hôm nay sẽ là ngày bao nhiêu? Chính xác,
Ngày mai mà là ngày 16 thì hôm nay sẽ phải là ngày 15. Tiếp theo, nếu ngày mai là chủ nhật thì hôm nay sẽ là thứ mấy? Đúng rồi, ngày mai là chủ nhật thì hôm nay sẽ là thứ bảy. Vậy thì hôm nay sẽ là thứ bảy, ngày 15 tháng 4. Dựa vào tờ lịch ngày mai, chúng mình có thể biết được tờ lịch ngày hôm nay, hoặc ngược lại, biết tờ lịch ngày hôm nay thì chúng ta có thể biết được tờ lịch ngày mai hay là tờ lịch ngày hôm qua, đúng không? Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã giới thiệu tới các con về các ngày trong một tuần lễ, cũng như cách xem lịch ngày. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để có thể củng cố thêm được kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.